Nguyễn mến chào tất cả quý vị. Hôm nay mình trồng cần núi. Cần núi này thuộc họ cần tây, nó có mùi vị tựa như cần tây. lá thì nó giống như cần tây, chỉ có một cái là cái cây cần núi này nó rất là cao. Nếu mà ai trồng tốt á, thì nó cao đến 2 mét qua khỏi đầu người luôn và nó một bụi rất là rậm rạp à, nếu mà trồng tốt cao 2 mét thì một bụi của nó phải gần phải gần một mét vuông đó và cây cần núi này là cây nhiều năm nếu ai ở xứ lạnh đó thì chỉ cần trồng một lần mùa đông có tuyết nó cũng không có chết hết đông rồi thì nó tự động nó mọc lại năm ngoái mình có trồng À, khoảng tháng 10 mình trồng á mình đem ra ngoài nhưng mà mình không có chăm sóc để sên nó sơi sạch hết luôn loại cần này thì mình nên gieo trong chậu nhỏ trước sau đó mình mới bứng cây con ra vườn mình trồng cái chậu này có đục lỗ rất là nhiều à, cho nên mình phải lót giấy để cho À, đất á, nó không có lọt qua lỗ, tại vì ươm cây con thì mình sử dụng đất ươm cây hoặc là mình sử dụng đất đã sàng lọc rất là mịn rồi, cho nên là cái lỗ như vậy thì nó sẽ tuột đất ra ngoài hết, do đó mình phải dùng giấy mình chặn đất lại. Đây là gói hạt cần núi mình đã cắt ra rồi. cái hạt nó rất là mỏng, à, nó mỏng tựa như là hạt thì là thôi, chứ nó không có dày như hạt ngò. Để gieo hạt thành công thì mình nên biết là cái hạt nào nó cần ánh sáng trực tiếp và hạt nào nó cần bóng tối. À, nếu mà mình không có để ý những cái đặc điểm này á thì mình gieo rất là khó thành công bởi vì có những cái loại mà nó cần ánh sáng trực tiếp thì mình lại lắp đất lên á thì nó sẽ không có nảy mầm được giống như cái hạt cần núi này thì nó cần ánh sáng trực tiếp cho nên là mình chỉ rải trên mặt đất như thế này thôi mình không có được lắp đất không có phải giống như hạt ngò hạt ngò thì mình bắt buộc mình phải lắp đất còn tất cả các loại cần hầu như tất cả các loại cần luôn thì mình chỉ cần mình gieo mình rải hạt trên mặt đất như thế này thôi sau khi mình đã trải hạt đều ra chậu rồi thì mình dùng tay mình ấn để cho hạt cần núi này nó nằm chặt ở trên mặt đất cái khâu này rất là quan trọng mình không được lắp đất lên trên hạt nha mọi người nếu mà mình lắp đất á, thì cái hạt nó không có nảy mầm hoặc là nếu nó nảy mầm thì tỷ lệ nảy mầm rất là kém bởi vì cái hạt này cần ánh sáng sau khi ấn hạt cho chặt xuống đất rồi thì mình tưới đẫm nước rồi để cái chậu ở chỗ ấm và có đủ ánh sáng hàng ngày thì mình nên phun xương cho nó để cho cái hạt nó có độ ẩm nó dễ nảy mầm tại vì mình gieo còn trong mùa đông đó thành thử ra là không có nắng cho nên là cái chậu này cái chậu đất đó, nó vẫn luôn là ẩm cho nên là mình hạn chế tưới nước ha chỉ nên phun xương thôi chỉ khi nào mà cái chậu đất mình thấy khô thì mình hãy tưới nước cho nó ướt nha Chậu cần này của mình hôm nay là được một tháng Thời gian từ khi gieo cho đến khi nó nảy mầm khoảng 15 ngày Và khi mà nó đã nảy mầm rồi đến khi nó lớn thì nó lớn rất là nhanh Cái này mình gieo ở trong nhà trời còn lạnh cho nên nó lớn chậm đó Chứ nếu mà bây giờ mọi người gieo nè thì trời đã ấm rồi Mình có thể gieo ở ngoài ban công được á, thì nó lớn rất là nhanh Cái thân như thế này khỏe rồi đó thì mình có thể bứng ra vườn mình trồng được rồi hoặc là mình có thể bứng cây con vào những cái chậu bé bé mình dưỡng rồi mình hãy đem ra vườn mình trồng sao. Đây là những cây cần núi mình trồng hồi tháng 10 năm rồi nè. Ở phần đầu video mình có nói là tháng 10 năm vừa rồi mình có trồng mình đem ra vườn mình trồng nhưng mà bị ốc sên xơi hết, mình tưởng chết hết rồi đó mọi người, vậy mà tuần vừa rồi mình ra mình kiểm tra nó nhú lên. Đó, bữa nay sau một tuần thì nó cao được nhiêu đây rồi nè, nó khỏe ghê á Năm ngoái mình đem ra đây mình trồng mình chiếc cây á, thì nó bé xíu như cái chậu hồi nãy á Vậy mà sơn nó cắn hư hết, nhưng mà cái gốc nó vẫn còn sống Giờ hết mùa đông cái nó lên nè nếu mà mình trồng trong cái chậu bé hẹp như vậy thì cây nó không cao được 2 mét đâu một mét chắc cũng không nổi đâu à, cái này mình chỉ trồng tạm thôi hôm nào mình sẽ dọn vườn dọn cái chỗ để có cái chỗ rộng to hơn á, đất nó sâu hơn thì để cho cây nó phát triển cao to hơn mấy nay trời mưa sơn nó vào nhiều lắm cái cây vừa mọc lên thì bây giờ nó cắn hư hết một cây rồi nè do những cái cây cần núi ở ngoài vườn nó mọc lại rồi bất ngờ quá cho nên cái chậu này mình ôm mình không có tách cây ra mình để trong đây mình chơi luôn để làm kiển ở trong nhà chơi cho nó đẹp đẹp Svaz Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã xem like, chia sẻ và đăng ký theo dõi chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo